hôm nay thì cho vợ với cho con đi chơi công viên nước. Nhưng mà anh em mình sẽ quyết định là đi trải nghiệm tất cả những thứ ở đây xem nào nó như nào. Còn vợ con thì tí nữa trải nghiệm sau. Con ở với ông để lý bố còn ấy, bố quay YouTube. Không, con đi cùng bố là không canh được. Đưa canh sau.